Chào các bạn, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chữa bệnh vẩy nến nhưng dành cho người huyết áp cao nha. Trước thì mình đã từng hướng dẫn chữa bệnh vẩy nến nói chung rồi. Nhưng bây giờ là có một bạn ấy bị bệnh huyết áp cao. Mà bệnh huyết áp cao thì phải trừ các cái huyệt 16, 19, 126 và 50. Trong cách trước thì có huyệt 19, huyệt 50 gì đó nên chúng ta không dùng được nha. Những người bị huyết áp cao không dùng được phác đồ trước, chúng ta sẽ dùng phác đồ này nhá. Kể cả huyết áp thấp cũng dùng được, bởi vì huyết áp thấp cũng không không có huyệt của huyết áp thấp trong này. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn nha. Phác đồ gồm có các huyệt sau: 124, 34, 26, 61, 3, 41, 87 và 51. Huyệt 124 xác định như sau. Trán của chúng ta đây. Bề rộng của trán tính từ mí tóc đến giữa của hai đầu mày là rộng của trán. Chúng ta chia đôi ra, đường đi qua giữa trán giao với tiếp tuyến bờ ngoài lòng đen mắt bên trái là huyệt 124 bên trái, tiếp tuyến bờ ngoài lòng đen mắt bên phải là huyệt 124 bên phải. Với mỗi huyệt khi xác định được, chúng ta dùng que giò, tức là chúng ta xác định được điểm giao này, chúng ta có thể day luôn, chúng ta dùng ngón tay chúng ta day cũng được, không chúng ta dùng cái đầu bút bi hết mực. Nhưng nhớ cái đầu to nha. Nếu chúng ta làm cái đầu nhỏ ấy, nó đau. Đây cái đầu bút chì này thì nó to hơn, dùng cái đầu bút chì cũng được. Chúng ta di qua di lại, chúng ta sẽ thấy điểm nún, đó chính là huyệt 124. Với mỗi huyệt thì chúng ta đều day theo kiểu vòng tròn như này này. Đó, vòng tròn như vậy. Thế nhưng mà chúng ta phải giữ nguyên tại cái huyệt này nha. Chúng ta cảm giác như chúng ta day như vậy nhưng mà nó tại điểm này, chứ không để cái biên độ nó lớn ra như này nhá. Hoặc là ấn vào đây nhưng mà lại day day tít như này không được nhá. Chúng ta để nguyên tại cái điểm này và chúng ta day day theo kiểu hình như vậy. Nhưng chúng ta nhìn này, nó chỉ hơi thấy nó day day ở phía trên này thôi. Tiếp theo là huyệt 34. Huyệt 34 xác định như sau. Từ cái đầu mày của chúng ta dích chéo que giò lên phía trên ra ngoài, lên phía trên sẽ thấy điểm nún, đó là huyệt 34. Còn nếu chúng ta dùng ngón tay nhá, chúng ta chỉ cần đặt ngay ở trên cái đầu mày là chúng ta đã chiếm toàn bộ cái huyệt 34 này. Thường huyệt 34 này những bạn nào bị về mắt rất là đau, đau kinh khủng luôn. Huyệt 34 bên trái, trước, bên phải, sau. Nếu chúng ta làm với những huyệt đôi này mà dùng bằng tay thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay một lúc luôn. Còn nếu chúng ta dùng cái que giò hay đầu bút thì chúng ta sẽ làm bên trái trước, bên phải sau. Tiếp theo là huyệt 26, là giữa của hai đầu mày chính diện mặt của chúng ta luôn. Huyệt 61, 3, 41, 87, 51. Huyệt 61 chỗ cạnh mũi của chúng ta, lõm nhất của cạnh mũi. Đấy, nhìn bên cạnh mặt này. Huyệt 61 đây, cạnh mặt của chúng ta. Huyệt số 3 xác định như sau. Giữa hai cái chỗ lõm nhất của cạnh mũi này, chúng ta nối với nhau. Thì huyệt số 3 sẽ là đường đi qua cái hai cái huyệt 61 đấy, giao với tâm của mắt bên tay trái là huyệt số 3 bên trái, tâm của mắt bên phải là huyệt số 3 bên phải. Huyệt 41 xác định như sau. Đường đi qua nó là giao điểm của tiếp tuyến bờ ngoài lòng đen mắt bên phải, huyệt này chỉ có ở bên tay phải, với lại đường đi qua chân mũi. Huyệt 87, từ cái chỗ đường cong ổ cằm của chúng ta, cái đường cong ở dưới cằm ấy gọi là đường cong ổ cằm, đến dưới đáy cằm, đấy là chúng ta gọi là ổ cằm.
thì chia đôi ra. Đây, từ đây đến đây. Chia đôi ra thì huyệt 87 nằm ở chính giữa mặt của chúng ta, chính giữa ổ cằm luôn. Và đường đi qua cái giữa ổ cằm hay huyệt 87 đó giao với lại khóe mắt phía trong, đó là huyệt 51 bên trái, huyệt 51 bên phải đây nha, khóe mắt của chúng ta 51 bên phải đó, có mấy huyệt thôi, 2 4 6 8 huyệt thôi các bạn nhớ nhá, 1 2 4 3 4 2 6 6 1 3 4 1 8 7 và 5 1. Ngày các bạn làm 3 lần nhá. Mỗi lần cách nhau khoảng 2 đến 3 tiếng. Nếu như bạn mà không có thời gian để làm ấy thì có thể trước khi đi ngủ bạn làm cũng được. Và hoặc là lúc nào rảnh rỗi bạn đang làm ở cơ quan hay làm ở đâu đó mà hay là ngồi tán gẫu, các bạn cũng có thể tự nhớ được cái huyệt để bạn day lên. Nếu đầu tiên bạn có thể chưa nhớ được huyệt đâu thì bạn hãy vào trang Facebook của mình, cái trang Facebook cũng giống như là YouTube ấy, đó là Hằng Nga Nhật Quậy, sau đó bạn vào cái danh cái thư mục ảnh đó là vì những người xung quanh, bạn tìm đến vẩy nến cho người huyết áp cao, rồi bạn download cái ảnh này về máy của mình, các bạn sẽ làm theo cái ảnh này khoảng 2 đến 3 ngày là bạn nhớ, rồi bạn xóa ảnh đi không cần nữa. Còn xem ở trên video thì nó mất nhiều thời gian, ngồi lâu mà có khi lại chóng mặt. Nếu như bạn nào mà xem nhiều tivi thấy đau đầu chóng mặt thì lại khó chịu. Mình chỉ làm này bạn xem một lần thôi. À, nếu như mà bạn mà thích nó nhanh khỏi hơn nữa thì khi mà bạn day xong huyệt bạn có thể cắt miếng cao nhỏ bạn dán kiểu như cao salon pad đấy. Đó, để dán đau đầu mà thường khi ngày xưa mình vẫn dán ấy, cắt nhỏ nhỏ này thôi, cắt bé này bé hơn cũng được, dán vào những cái huyệt này. Dán nào tùy các bạn. Miễn là sao nó nằm trong cái huyệt, nó nằm trong đây, có thể bạn dán chạch ra như này cũng được không sao. Nha, cái huyệt nó vẫn nằm, bởi vì cái này nó to vậy huyệt vẫn nằm trong đấy. Và chính trung tâm càng tốt đó. Dán hết các cái huyệt này. Sau đó được khoảng 2-3 tiếng sau các bạn tháo ra. Chúc các bạn thành công nha. Nếu như mà sau một tuần, không cần phải sau một tuần đâu, nếu mà bạn đang bị ấy, thì bạn sẽ cảm thấy nó dễ chịu, nó khác hẳn đi. Còn nếu không thì bạn xem sau một tuần bạn sẽ thấy khác. Và cái với cái bệnh này thì thường là nó là bệnh kinh niên mà nó lại ở trên da của chúng ta, có thể là nó rất là lâu hết, nên chúng ta cố gắng làm 2 đến 4 tuần nhá. Sau một tuần mà chúng ta thấy nó dễ chịu hay là nó thấy nó thoải mái hơn, nó có vẻ nó đỡ hơn thì bạn tiếp tục làm đi, làm đến 2 đến 4 tuần. Nếu sau 4 tuần mà bạn không đỡ thì bạn hãy nhắn cho mình sẽ cho bạn cách khác. Nhưng nhớ nếu với cách khác thì mình sẽ làm nhiều huyệt hơn đấy, bởi vì là nó sẽ phải có cái bộ tiêu tiêu giải độc đi. Và ví dụ như là các cái liên quan đến cái gốc của nó. Còn cái này chúng ta chữa thẳng cho nó khỏi nhanh. Thì các bạn muốn nhanh thì làm cái này thôi nhá. Nhiều khi mình thấy là như trong các cái bài chữa ngứa mình chỉ làm đúng cái bài ngắn nhất, nhanh nhất, mình chọn vậy, vậy nó hợp mình luôn. Bạn mình cũng chọn cho bạn cái bài nhanh nhất, ngắn nhất này xem. Nếu không hợp chúng ta sẽ chuyển sang bài khác. Chúc các bạn thành công nhá.